mọi người. Bây giờ vợ chồng mình đang pack đồ để ngày mai chuẩn bị cho một chuyến đi đầu tiên của Bơ. Từ hồi Bơ sinh ra thì chưa có đi du lịch bao giờ, cũng chưa đi về quê nội bao giờ cả. Đây là lần đầu tiên mà Bơ đi ra khỏi Hà Nội. Công nhận. Hai vợ chồng đang rất hồi hộp lo lắng. Và quyết định chính thức đi về quê được đưa ra cách đây một tiếng đồng hồ. Mấy tiếng, nên là chưa kịp làm cái gì cả ấy. Mà mọi người biết là một đứa trẻ con đi thì biết bao nhiêu là đồ phải mang theo. Nên là bây giờ vợ chồng mình đã ngồi liệt kê từ hôm trước rồi. Cũng may là liệt kê xong từ hôm trước rồi. Nên bây giờ chỉ việc là dựa vào cái list này xong rồi mang hết tất cả đồ cho trong vali. Đây mọi người thấy, bây giờ là 8 giờ 15 phút và mình quyết định đi về quê lúc 7 giờ. Và chúng mình có đến khoảng 10 giờ là phải xong hết tất cả, đóng hết đồ này, đi tắm rửa các thứ xong hết và đi ngủ. Để sáng mai mình phải có đủ sức khỏe để mình lái xe mấy tiếng, cũng như là với mình chiến đấu cùng với Bơ ở trên xe. Lúc đầu thì hai vợ chồng mình có kế hoạch là sẽ đi máy bay thì mọi thứ sẽ gọn hơn rất là nhiều. Thì hai vợ chồng có thể giúp đỡ nhau trong cái việc là chăm sóc cho Bơ. Nhưng mà tính đi tính lại thì nó có quá là nhiều đồ. Nào là cũi này, nào là ghế để ăn dặm này, ghế để uống sữa này, đồ chơi này, vân vân. Chưa kể đồ của hai vợ chồng để đi về quê nữa. Cho nên là cuối cùng quyết định là vẫn phải lái xe về. Thì thật ra nếu mà đi du lịch ấy, thì đi du lịch thì ở nhà hàng sẽ có ghế ăn sẵn, hoặc ở khách sạn sẽ có cũi, bọn mình sẽ phải mang những thứ đấy đi máy bay thoải mái. Nhưng mà ở quê thì không phải cái gì cũng sẵn ấy. Đúng rồi. Nên là thôi cứ tốt nhất là cứ mang về theo cho nó cẩn thận. Kiểu là cũng hơi lo lắng nên cứ muốn mang tất cả mọi thứ về ấy. Ok, bây giờ thì chắc là thời gian cũng không có nhiều nữa. Hai vợ chồng bắt tay vào việc thu dọn đồ đạc, đóng gói ném lên ô tô. Và sáng mai dậy chỉ kịp gọi là cho bữa ăn để hai vợ chồng ăn phát là xong lên xe đi về luôn. Let's go! Đấy, lúc nãy quay mọi người xem là khoảng hơn 8 giờ đúng không? Bây giờ là 9 giờ 40. Còn 20 phút nữa là 10 giờ là đến giờ vợ chồng phải đi ngủ. Nhưng mà đồ xếp thì có vẻ chưa xong được lắm. Đây chỉ là mới một phần thôi ấy, một phần những cái đồ gọi là đồ to cồng kềnh thì mình đã tháo ra trước. Đấy, lúc nãy thì cho mọi người xem là mình tháo cái này là đồ chơi của Bơ đúng không? Bên này là ghế ăn dặm đúng không? Đấy, cái này là máy diệt trùng này. Đây là thảm cho Bơ chơi. Còn đây là cái đồ mà mình mua về cho ông bà nội của Bơ. Còn đây là cả một vali đồ, rất rất nhiều đồ mà vợ mình đã dày công xếp nãy giờ. Trông như bà cụ móm. Xem có cái gì thế nào. Cái này nhá là ghế tập ngồi cho Bơ này. Thực ra bây giờ Bơ ngồi vững rồi thì vợ xem có cần mang ngay về không. Chồng đã xẹp hết hơi xuống rồi. Mày sấy rất nhiều bìm. Đây là bìm đêm này, còn đây là bìm ban ngày này. Đây là đống đồ máy xay cũng như là một số cái đồ bánh ăn dặm cho Bơ. Đây là sữa hộp. Đây là giấy khăn ướt này, khăn xô, vitamin của Trinh. Đây là các loại yếm. Cái này để trải để thay bỉm này, khăn tắm các kiểu này. Đây là giày của Bơ này, quần áo của Bơ này. Đấy, nguyên cả một cái vali này, chưa có bất cứ một cái đồ gì của vợ chồng mình. À, chỉ có cái máy sấy này. Đấy, và vẫn còn khá đồ nữa, ví dụ như là ghế để cho Bơ ngồi ăn này, xong rồi những cái linh tinh nhỏ nhặt, ví dụ kem hâm các thứ vợ chồng mình cũng chưa sắp vào đây đâu. Bây giờ mình sẽ đóng tạm xong rồi vất lên ô tô đã, xong còn những cái còn lại thì chắc phải đến sáng mai, còn cái gì thì xếp nốt lên. Ok, nói chung là cái vali này sẽ rất là nặng đấy. Mặc dù là bây giờ đang là vừa với cả cái size của cái vali, nhưng mà chắc chắn ngày mai lúc bê xuống nhà sẽ rất là nặng. Đồ của vợ chồng mình thì chỉ có mỗi một góc tí hết thôi. Còn lại cả xe là toàn của con dãi hết. Con Milo này từ tối đến giờ nó cứ loanh quanh lẩn quẩn. Chắc là nó kiểu biết mình pack đồ chuẩn bị đi đâu ấy. Thế là nó cứ chạy qua chạy lại. The next day. Hello mọi người, hôm nay là 2 ngày sau nhỉ? 2 ngày sau khi mà bọn mình pack đồ, bởi vì kế hoạch đã bị thay đổi. Nói chung là mọi kế hoạch đều bị thay đổi. Vì bọn mình đáng lẽ là định đi từ hôm sáng ngày hôm sau đấy, nhưng mà sau bọn mình tính đi tính lại thì lại quyết định là đi đêm ngày hôm sau đó. Nhưng mà đến sáng sớm ngày hôm đấy thì cậu mình mất. Nên là bọn mình cố gắng ở lại để lo việc cho cậu xong xuôi ấy. Thì hôm nay mới xong, thì
hôm nay bọn mình quyết định đi. Theo kế hoạch lúc đầu thì là mình sẽ xuất phát ở nhà lúc 6:30 là lúc Bơ ngủ. Nhưng mà kế hoạch lại thay đổi tiếp tục bởi vì Bơ không chịu ăn. Thế là vợ chồng mình phải kiểu cố dỗ cho con ăn ấy. Thế là bây giờ xong xuôi mọi việc lên đường là đúng 8 giờ tối. Nếu mà chồng mình lái nhanh như xe khách thì sẽ và về đến nhà khoảng tầm 1-2 giờ sáng gì đó. Nói chung là không có gì phải vội vàng cả. Vợ chồng mình thì không có gì vội cả. Nhưng mà chỉ sợ là bởi vì Bơ chưa ăn ấy, nên là nhỡ mà con thức dậy. Tại vì theo kế hoạch vợ chồng mình là muốn đi cái giờ này để không phải cho con ăn, con chỉ lên xe ngủ thôi. Nhưng cuối cùng thì con lại không ăn. Nếu mà nói ra thì có khi mọi người bảo là nói điêu, nhưng mà hai vợ chồng mình bắt đầu cách đây từ 3 ngày cho đến tối hôm nay, cho đến bây giờ mới bắt đầu xong. Ôi thật sự là mình có con rồi mình mới biết. Đây, để sau với trước này. Đồ đằng trước này, Bơ này, Bơ, cô chú nhìn thấy Bơ chưa? Bơ đang ngồi ôm bạn khủng long. Đồ đằng sau cũng ngập lên tận trên nóc luôn. Nói chung là đây là chuyến đi đầu tiên nên là bọn mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm ấy. Với cả là đi về quê nữa nên là cũng kiểu muốn là mọi thứ nó đầy đủ ấy, không lại thiếu đấy, không biết mua ở đâu cả. Mặc dù là mình biết là ở quê bây giờ thì không phải là kiểu quá thiếu thốn, nhưng mà nó cứ sợ là phải đi rất xa để mua ấy. Nên mọi người hiểu là trẻ con là nó là muốn cái gì là phải có ngay lập tức cơ. Nó không thể mình chờ mình đi mua được đâu. Nên là cái gì cũng phải luôn sẵn sàng. Nên là bây giờ 8 giờ rồi, vợ chồng mình bắt đầu đi chuyến road trip về Nghệ An. Chuyến đi khỏi Hà Nội lần đầu tiên của Bơ này. Chắc sẽ là một chuyến đi rất đáng nhớ. Thật sự là lúc đầu bọn mình định về là khoảng 4 ngày nhỉ. Nhưng mà mình nghĩ là với cái kiểu pack đồ như này thì nên về khoảng 1 tháng cho nó bỏ công pack. Quá mệt. Mà lúc lên xe là vẫn phát hiện ra là quên một số thứ, nhưng mà thôi kệ đi. Bây giờ chả biết cái nào của cái nào. Hy vọng là Bơ sẽ ngủ trong vòng một lúc nữa và con sẽ ngủ ngoan cho đến tận lúc về đến nhà, chứ không thì vợ chồng mình không biết phải làm như nào cả. Ok, mình sẽ phải tập trung hết sức để lái xe. Cố lên chồng ơi. Ok, let's go. Cố lên. The next day. Con đang làm gì vậy con? Đang ăn sáng à? Đang sáng trước một vườn cây à? Vừa mới hái có hạt bông hoa của bà ấy. Hái rau à? Hái hoa kìa. Hello mọi người, bây giờ mình mới ngoi lên được. Trời ơi, tối hôm qua bọn mình về đến đây là khoảng mấy giờ nhỉ? Khoảng 1:30 sáng rồi đấy. Thế xong rồi trên đường đi thì Bơ cứ lúc thức lúc ngủ, lúc thức lúc ngủ, xong rồi còn khóc nữa. Thế nên là kiểu vợ chồng mình khá là kiệt sức. Về nhà phát thay bỉm cho con ăn xong rồi cả nhà đi ngủ luôn. Bây giờ chồng mình đang đưa bố mẹ chồng đi thắp hương hay là đi dỗ gì đó ở quanh đây. Bây giờ chỉ có Bơ đang ngủ ở trong nhà, còn mình ở nhà thôi. Cho mọi người room tour đó, cho mọi người xem một cái house tour của nhà bố mẹ chồng mình. Cái chỗ này là chỗ mình thích nhất này. Có một cái vườn có rất là nhiều hoa đẹp. Đấy, cổng vào đây. Thì sau khi mọi người đi vào đây thì sẽ thấy một cái vườn có rất nhiều hoa. Hoa hồng này, thấy không? Hoa hồng trắng, hoa hồng hồng đậm này, hoa hồng đỏ này. Đó, xong rồi dưới này sáng nay mình mới phát hiện ra có một cây ớt. Mình chưa bao giờ nhìn thấy ớt mà nó lại to như thế này. Đây là một cây nhá. Xong đi sang bên này có một cây nữa, cũng to luôn. Nói chung là quả nào cũng to đùng. Đây, cây này nữa này. Xong rồi ông bà có cả một vườn rau. Vườn rau của ông bà so với những nhà khác là chỉ cả bé bé xinh xinh đủ ăn thôi. Cái này là kiểu ông bà trồng cho vui ấy. Đấy, và có một dàn hoa đậu biếc ở trên này, rất là đẹp luôn. Nhiều lắm, nhà ông bà nhiều hoa cực. Còn cái này là hoa gì mình cũng không biết. Đấy, xong rồi đi sang bên này là đi vào nhà. Thì chỗ này là chỗ mà kiểu các bác hàng xóm các thứ sang chơi thì hay ngồi ở đây. Xong rồi đây là phòng khách. Thì là ảnh của cả nhà. Mọi người nhìn thấy ai đây không? Ta-da! Đây là ảnh vợ chồng mình hồi đi Hà Giang này. Đó, thế xong rồi đi vào trong này thì có cái bộ bàn ghế này, chỗ thắp hương.
Đây là đồ bọn mình mang về cho bơ này. Thêm một cây hoa nữa. Rồi đi vào trong này thì có bếp, một cái tủ lạnh, rồi bếp. Bếp này thì mẹ chồng mình chưa dùng mấy, bởi vì bà thích nấu ngoài sân hơn là mang vào trong này. Nên là trong này chủ yếu vẫn chỉ để cống nước với cả bàn trà các thứ thôi. Xong rồi phòng ngủ của bố mẹ. Trong này thì là phòng ngủ của vợ chồng mình. Nhưng mà cái chỗ này nó bị sáng quá ấy. Thế là hôm qua phải lấy cái chăn để che vào cho bơ ngủ. Bây giờ bơ đang nằm trong này nên là phải nói bé phòng tắm này. Đấy, còn chỗ này là ngoài sân. Sân này thì hồi xưa chủ yếu là nhà vệ sinh với cả phòng tắm để ở ngoài này. Nhưng mà về sau mọi người không dùng cái này mấy nữa thì kiểu làm một cái ở đây. Còn mẹ chồng mình thì vẫn thích nấu ở ngoài sân như thế này, kiểu bà quen rồi. Hả? Thì đấy là house tour. Mình đang không nhớ là lần cuối mình về quê là bao giờ. Hình như là từ hồi mình bầu bơ, lúc ấy bụng vẫn chỉ hơi nhỏ nhỏ đấy, khoảng tầm 4-5 tháng gì đấy, nếu mà mình nhớ không nhầm. Thì đây là lần cuối cùng mình về đây. Thế xong rồi về sau mình sinh thì đến lúc Tết thì bơ vẫn còn nhỏ ấy, nên là chưa cho về được. Thì hôm nay mới là lần bơ về đầu tiên. Và trộm vía là lúc đầu vợ chồng mình nghĩ là bơ sẽ bị lạ ông bà ấy, bởi vì cũng lâu lắm rồi chưa gặp. Mà kiểu về đây mọi thứ nó cũng lạ ấy. Thế là người cứ sợ nó bị lạ, nhưng cuối cùng về vẫn thấy bình thường, chả thấy khóc lóc gì cả. Trời ơi, mặt mình kiểu sưng mú hết rồi. Bởi vì hôm qua ngủ ít, xong rồi kiểu chắc là uống ít nước mà là mặt đang sưng mú lên. Đây là mâm cơm quê. Đấy, lần nào về cũng được ông bà chiều rất nhiều món. Mỗi lần món? Mỗi lần món. Toàn đặc sản thôi. Đây là... cái này là con cu kỳ này. Ở quê mình thì rất sẵn con này luôn. Đấy, còn cái này thì là... gì nhỉ? Gọi là trang của con heo. Đấy, cái này ở ngoài Hà Nội rất khó mua. Thường là vào trong nhà hàng hết. Cha muối, canh rau muống liệt. Còn cái này là... cái này là cá gì đấy. Cái cá mình không biết tên mấy đâu, mình hỏi mẹ mình mới biết được. Đấy, còn cái này là nước hoa đậu biếc này, của nhà mình trồng ở ngoài kia. Đấy. Cái này thì chỉ cần cái hoa, xong rồi đổ nước sôi vào thôi. Uống cái này thì như là mát với bổ mắt hay sao đấy.